Bữa nay tôi sẽ cho tụi nó tự lựa chọn phòng ngủ cho mình. Nhà có bao nhiêu con mèo sẽ để bấy nhiêu chỗ nằm. Thứ nhất là cái ổ rơm, thứ nhì là đệm Doraemon, thứ ba là con vịt, thứ tư là con chó mặt sệ, không, con sói xám, thứ năm cái giường của khay thối, thứ sáu giỏng giả chân của nương. Và đây là những chỗ nằm mà mấy con mèo nó phơ ra ngoài, kiểu như những con nổ thích nằm ở đây ha. Còn ba cái bên này có chỗ chắn chỗ che, dành cho những đứa không thích nổ mà chỉ thích sống hướng nội thôi, như giờ khùng đó. À, cái chuồng để dành cho mấy con nào phá hoại nha, phá làng phá xóm vô chuồng đó. Vali, ba lô, để coi đứa nào thích sống kín đáo và không kín đáo nha. Đếm coi có đầy đủ 9 chỗ nằm dành cho 9 con mèo trong chiều đại cái thứ chưa. Nhưng có con chịu vô, có con sẽ không chịu vô, không có ép buộc nha, chứ vô đây nó không có vui, năng lượng tiêu cực lắm, vui vui mới tích cực. Rồi xin mời con nào, con nào, đứa nào vô đầu tiên. Cũng giống như là thôi nôi đẻ tháng của em bé vậy đó, bắt cái nào là chọn cái đó. Có con nào khôn, con nào ngu nha. Nó chưa gì, chưa gì cái thúi hửi cái ba lô kìa, cái vali mèo nha quý vị. Mày lấy cái gì gầm gầm vậy? Con nhỏ chui vô vali đầu tiên. Đúng là con mèo già hóa cáo mà. Con vui với con quạo cũng hửi vali mèo. À, có thể là đồ mới cho nên tụi nó tò mò. Cái thúi hửi cái ba lô mắt thứ nhì. Đó. Nó toàn lại kiếm cái đồ mắt mắt không mà ta. Ở cái chuồng, con nào ngu chui vô. À, cái chuồng để dành cho con nào láo cá, phá gói hàng xóm. Còn cái thằng đại ca lùng mã tử bước vô chậm chậm từ từ. Cũng đúng nha, những đứa càng nhát càng đề phòng sẽ bước vô sau cùng. Nhưng con miêu con khè nó vậy chưa bước vô đó. Mà không biết chưa chắc tụi nó vô nha. Nó thấy mà có đông cái này cái kia quá nó cũng rất là đề phòng. Ồ, khay thối chọn cái ổ rơm. Đúng bài, xuất thân từ trong thùng rác. Trong rác thì chắc chắn có rơm. Chọn quê hương của mình đầu tiên. Con dòi, à không, con vui. Trời, chọn vui với dòi lộn chân. Con vui đang chồm lên cái ghế chó xám. Con quạo cũng vậy. Đại ca, đại ca hửi gì đây? Đại ca nó mới khôn nha, nó nhìn hết xung quanh mọi thứ. Nhìn từ đầu tới cuối. Thị Ngầu đã bước vô rồi. Có nhiều bạn mới vô kênh của tôi á, nhìn con vàng, con mớp sao giống nhau quá rồi, không biết con gì là con gì. Không lẽ nữa làm video tôi phải để cái phụ đề. Mà phụ đề không phải nguyên câu nói của tôi nha, mà chỉ để tên tụi nó thôi, để cho mọi người biết đứa nào là đứa nào. Mấy bạn mới vô rất là muốn coi đứa này đứa kia mà tôi nói tên biết cái mấy bạn bị lắc á. Coi hỏi mấy bạn biết đầu. Chứ phải để tên mới được. Ờ, con giả chồng cô nương chưa gì ha. Chồm lên cái món đồ chơi mới mua kìa. Đồ khùng cũng bắt chước. Du ngáo cũng ăn theo luôn. Thôi từ từ khui. Khui nhiều quá bị sang chấn tâm lý. Mấy ngày nay tôi bị khan tiếng á, làm video dài, nói chuyện nửa chừng, kiểu như nó có đàm trong cổ. Nên đó chỉ ra video ngắn được thôi. Tại vì cái video ngắn mình không có cần phải nói liên tục. Từ từ là mình chuyển cảnh rồi, video dài nó hơi căng nè. Ủa, khè cũng bước vô kìa. Nó chưa gì mà khè nhìn vô nhà tù rồi. Rất là trung thành. À đó, khai thối, khai thối. Tao chưa muốn khui đồ nha mày. Bà con biết sao tôi ít khui đồ không? Cỡ này cái giọng nói không được tốt. Mà mỗi khi khui đồ mới là có rất nhiều vấn đề để bàn luận. Mà giọng nói không được tốt sẽ ảnh hưởng tới video. Mình nói chút xíu mình không có nói hết ý được. Trời ơi trời. Ê ê, con nào khè vậy? Ê lùng má tử vô duyên trời. Dành đồ như thế khè người ta kìa. Cho mày hổ báo nha lùng má tử. Cái tưởng đâu con dòi không dám đánh con nít. Nhưng mà hổn láo quá cũng phải dạy dỗ nha. Thì cũng đúng rồi. Đại ca làm anh hai mà hổn láo quá mấy đứa nhỏ bắt chước theo. Đi lại sao? Lại dành đồ người ta mà còn khè người ta nữa. Số má hơn con ngầu luôn nha quý vị. Khè đi vòng vòng hửi. Ủa sao chưa đứa nào chịu nằm chưa vậy? Khế ơi Khế, mày làm ơn làm phước cho tao rảnh chút đi Khế. Ê tính ra lúc này tôi khui đồ cái tần suất cao hơn hồi đó rất là nhiều. Mà tụi này nó bị nghiện, nó không biết đủ của tao ơi. À đuổi đuổi đuổi. Không cho nó khui đồ nó quạo nha bà con. Rồi sao giờ? Cái thứ là chủ nhà mà. Thôi kệ đi. Chắc con khè nó muốn cà khẻ hàng sao con Khế mới đuổi. Nói chứ ai nói tôi thiên vị tôi chịu. Tại tôi rất là tin vào con Khế. Con khè nó phải có vấn đề, có cái gì đó. Con dòi, con nhọn, con Khế mới ghét. Chứ không có tự nhiên. Sẽ có nhiều người nói tại sao con Khế đuổi con khè mà chị để yên vậy. Thì tôi chọn mặt gỡ vàng. Mình tin tưởng nó. Có vấn đề con Khế mới đuổi, chứ không có tự nhiên mà con Khế nó đuổi đâu. Nói nào ngay con khè là một con mèo chiến nha quý vị. Vừa là mèo chiến mà vừa là một con mèo có chí khôn rất là dữ đó. Nó khôn hơn con ngầu rất là nhiều. Nhưng quỷ ngầu nó ghét đứa nào nó lộ cho mình thấy. Còn con khè nó ghét nó để đó. Nó nhìn coi như không có gì. Mà thật sự mấy con này rất là sợ ánh mắt của con khè. Thí dụ ngầu tới gần hai đứa này đi. Hai đứa này vẫn kênh bình thường với ngầu. Mà con khè nó tới gần là nó không có thể hiện vậy nha. Nó chỉ cần đưa ánh mắt ra nhìn nhẹ hai con này thôi là hai con nó lạnh liền. Ôi là trời, cái con Khế này. Mày đúng y như quản gia luôn á Khế.
không có khui nha mày. Nghe chưa? Ngồi thì ngồi không tái mái tay chân nha. Ê trời trời, ủa sao lùn má tử chọn cái giường cổ của cái thú vậy? Ờ đúng rồi, tôi đã từng nói con đại ca nó rất là giống những nhân vật hoài cổ, thì dĩ nhiên chọn đồ cổ rồi. Với lại nó thích làm ông nội người ta mà. Bây giờ chọn cái gì cho nó có quy chứ xíu. Mà giả chân cô nương cũng đâu có vừa đâu. Chọn cái ba lô hiện đại nè, hiện đại mà cao ráo nữa. Nó đứng trên đầu thiên hạ không hà. Ôi trời trời, mày chui vô nào vui. Ê lùn má tử đang nằm trên giường mà thấy vui ngáo vô đây cũng gắn mắt ha. Thấy chơi kỳ nghe đại ca. Chui không lọt. Cứ vô vô không lọt. Coi coi con đại ca nó kênh đứa nào kìa. Trời. Ê đại ca, hình như mày chọn vô tù đúng không? Hả đại ca? Trời tội nghiệp quá vậy. Ơ, không có mở cửa nãy giờ. Rất là nhiều con chọn cái ba lô hiện đại này mà quên mở cửa vô không được. Ôi, con quỷ vô nó lẹ quá trời, nhảy lên tử trên nhảy xuống hay sao? Giòi khùng vô đi con. Nè, giòi rất là thích chui vô những cái chỗ như vậy, không con nào làm phiền. Tính ra cái tánh con giòi nó giống như bà cụ non. Con khế con nhọn, cái nết còn trẻ hơn con giòi. Chứ cái nết con giòi là đúng như là bà cụ luôn. Thích ở ẩn, thích chui xó này xó kia, ngồi một mình suy ngẫm về chuyện đời. Mà con giòi nó nhìn mèo rất là giỏi. Nhìn con nào nguy hiểm hay không nguy hiểm, nó lộ rõ thái độ. Con nào nguy hiểm là không bao giờ con giòi bước tới gần. Giòi cũng là con mèo khôn. Hay là nó có giác quan thứ 6 hay là linh tính, cũng không biết nói sao. Hay da, con khế nó chọn vô ba lô vận chuyển. Nhưng mà nó chui vô, bánh xe nó trượt nó sợ nha quý vị. Nó kiểu như sao nó trượt hoài vậy ta. Quạo cũng muốn vô. Cái thú có nhường cho quạo không? Nhường quạo đi con. Mà con quạo cũng không dám vô, chật hoài. Thế là cái thúi đã kiểu như đẩy cho con quạo bước vô. Thành công. Đúng là người ông vĩ đại lúc nào cũng nâng đỡ cháu của mình. Rồi đi ra luôn. Nhưng con quạo không phải bước vô đâu, mà là nó muốn dẹo cameraman. Đó tôi nói mà. Ê con đại ca nha, mày cà khịa con giòi nha đại ca. Mày tin nó trong vô tù không? Con vui nhảy lên là muốn vô nằm chung với con giòi, mà nó chưa biết cách vô. Còn lùn mã tử nhảy lên kênh nha, kiểu như khiều khiều giả giả đồ. Thôi nó trên không có lỗ. Mày thọc cái tay hoài không? Mày đi xuống chưa? Một lần nữa là vô tù nghe con. Nghe chưa? Coi cái mặt của giòi nè. Hồi nhỏ có bị sang chấn tâm lý nhưng mà sao lớn lên nó kỳ quá. Hồi nhỏ rất là dễ thương mà sao càng lớn càng ngộ. Quạo chọn cái ổ rơm. Khế cũng muốn vô ổ rơm mà nhìn thấy cháu mình thôi bỏ đi luôn. Bây giờ ta bật chế độ nghiêm ngặt nha. Con nào phá làng phá xóm là nhốt liền. Lùng mã tử, lựa chọn mau lên. Mày cứ gắn mắt hoài không? Trời trời vui ơi là vui. Mày biết mày nặng lắm không? Hồi nãy tao nói sao? Bật chế độ nghiêm ngặt. Con nào phá làng phá xóm sẽ cho vô tù. Nó muốn nhào vô nằm chung với con giòi mà nó không biết đường vô. Rồi. Vô tù chơi con. Nói là phải làm. Xuống. Nhanh lên. Ý ý, mà có khi nào con vui nó muốn trải nghiệm từng phòng một không? Con vui cái dạng thông minh mà. Ồ, để thử mở cửa nhà tù coi sao nha. Ồ, tự giác chui vô luôn kìa. À cái này gọi là sao? Tự thú. Phá làng phá xóm biết tự thú là tốt nha. Ta đóng cửa lại. Lúc này vui ngáo như kiểu, ủa sao cái chỗ nằm vậy đâu mà không êm trời. Sao mà lại nó cứng cứng, nó lặn lặn cái tay cái chân vậy ta. Ê ê, chỗ nào ta không khoái như xem. Muốn gà. Mày vô đây coi như là một bài học cho mày. Ở ngoài sung sướng quá, có nhiều lựa chọn quá, nhảy chỗ này chỗ kia và phá đám người ta. Khi vô tù rồi mới biết cái cảnh ha. Trời ơi, đạp vô đâu cũng ê tay ê chân hết trơn á. Sao ra đi trời. Bỏ cái tập chưa? Có chịu lựa chọn một chỗ nằm yên ổn chưa? Tưởng đâu cái chuồng êm. Ai vậy? Một bài học nghe vui ngáo. Nha con. Bớt bớt phá làng phá xóm lại. Trời trời, móc kìa móc kìa. Kêu gì nhọn cứu mày hả? À lộn lộn. Bà gì nhọn. Năn nỉ đi. Nỉ đi vui. Tội nghiệp. Hình như lâu quá không có cho vui ngáo vô chuồng. Bởi vậy muốn vô chuồng trải nghiệm cảm giác làm sao. Nó cho những con càng mập càng nặng ký, vô cái chuồng này là càng thốn nha. Rất là do mớ. Nhưng mấy con mèo mình dây có trọng lượng nhẹ như là con khè, con mèo, con quạo là không sao. Còn những con như con heo vô mới thốn nè. Cho mẹ từ 5 phút. Một hồi có đứa khác quậy phá sẽ thay thế nó vô. Chắc là con đại ca rồi. Wow, nghe nó ở tù có ngoan gì ta. Quạo làm gì? Đập mũi. Nó đập mũi cho lùn mà ta. Hình như hai đứa bay hiểu được ý nghĩa của từ ở tù sao ta. Nãy giờ cứ đi vòng vòng sao giờ chọn cái nệm Doraemon em quá vậy.
còn con quạ cái thứ gì cập bi bắt chước, kiểu như nó cũng không biết gì trơn. Thế đại ca mà chọn cái gì bắt chước chọn cái đó nha. Ủa gì giờ đâu có con nào thay thế vui đâu, không lẽ vui tự quậy ý. Mà cái anh này cũng mạnh mẽ nha, khiều móc chứ không có la tiếng nào hết trơn, không kêu luôn nha. Chết rồi, con nào cũng ngoan rồi sao có con thay thế vui đây, phải có đứa vô thay thế. Chung là để trụ trống không sao, thôi thả vui ra đi chứ. Vui là tự giác mà, tự thú mà. Gà ra ngoài mày, rút kinh nghiệm nha, không có leo chỗ này chỗ kia nha chờ. Cái thằng này có ý định thay thế chỗ của Vui Ngáo này mà. Thế em mình vô tù tội nghiệp quá. Ok, bước vô mau, không phải tốt lành gì đâu. Thấy Vui chui vô, không biết trong này có gì vui không. Mày. Lúc này Lùng Mã Tử như kiểu ê sao cái nhà nó ngộ cái gì mày, sao nó không êm như cái nhà kia, đạp cho chỗ nào nó cũng cấn cấn cái tay vậy. Ê khó chịu mày, ồ vừa cấn tay mà vừa cấn chân nữa, mất máu gì mày để cái nhà cho tao chui vô vậy sao. Thôi mở cửa tao ra ngoài đi. Cái này là do mày tự thú nha đại ca. Chắc mày thấy em của mày ở tù lâu quá mày tội nghiệp, mày muốn chui vô thay thế cho nó đúng không hả đại ca? Hay là mày nhìn thấy nó chui vô không biết trong này có gì êm không, muốn vô thử để cho mày vô đó. Trời ơi muốn ra ngoài. Cái mặt này là sao, cọc rất là cọc luôn mà không dám ho he với con sen. Tội nghiệp, thôi cho ra ngoài nè. Coi như hai anh em mày cũng là công dân tốt, tạo nghiệp mà biết tử thú. Nó chứ rõ ràng mà nó thả con vui rồi, tại con này nó đút cái đầu nó vô thôi. Rồi, ra, trời chạy.